là vừa chuẩn bị kêu kéo cái anh nhảy qua em đó. Đội bó tính nha, đó là ý kiến đội bó. Tại vì tôi vô đội là có bầu rồi, đội trưởng đội phó đàng hoàng, đội trưởng đây đội phó. Nếu mà đúng là đội trưởng đội phó. Tội anh không nghe lời. Tội gì? Bé dùng cái chữ nghe lời với lực luôn. Cái là thôi đại đó. Cái là vị trí mà ngang bằng nhau hoặc là lớn hơn người ta sử dụng chữ hợp tác, đúng không? Đúng rồi. Nên nó trân trọng chữ nghe lời là ở dưới lực, ở dưới lực. Ta để thấy em chọt hơi nhiều nha, dạ, dạ, dạ nha. Đây tôi thấy em là giống như kiểu mà hàng xóm mà nhiều chuyện, chọt để phá gia can người ta đấy nha, dạ. Đây là những cái con người mà đi phá gia can người ta. Không có đâu, chị nói vậy im im mà. Im cái gì? Có xạo mà dễ râu hả? Nhưng mà nhìn mặt hai người giống nhau không? Đây. Đâu không? Đâu, nhưng mà đồ mũi giống nhau, em thầm râu bên kia đậm hơn. Đây, lưng tôi chứ phải đậm. Rồi, sự nghiệp của Khánh là ảnh hưởng tới anh rất nhiều đó nha, đừng giận. Không, đúng, 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 em thấy. Hôm nay anh luật giống như là cục gơm, em muốn bôi là bôi. Tội nghiệp quá anh nhìn. Bốn mùa, lúc nào cũng có ông chú vui tính. Đây là chương trình 7 nụ cùng dơ. Thấy có ai đồng đội 4 mùa liền mà bây giờ mà bôi được người nào là bôi liền thấy không? Cái vẫn còn cay lắm nè, cứ vậy à. Chắc chắn 100% sẽ thắng. Anh thảo sao nghe nói cái màu này không phong thủy mà. Anh chưa bao giờ thắng luôn á, anh đang lo đây nè anh luật. Chú là hai màu rồi, không có màu nào. Bây giờ mà em thua trận này là do anh nha. Đúng. Nếu thua trận này là lỗi tôi, tại vì lực lượng mình hôm nay quá mạnh rồi. Có ác chủ bài Ninh Dương Lan Ngọc nữa thì tôi nói là phải thắng chắc rồi. Thua đi. Không bao giờ thua hả? Không bao giờ thua, Ninh Dương Lan Ngọc chơi không bao giờ thua. Em có nếu mà chịu khó coi từ mùa đầu tới bây giờ đi. Cái đội nào mà có Ninh Dương Lan Ngọc mà không bao giờ thua, thua ít đâu nha. Không bao giờ thua ít nha. Chưa bao giờ chú Lực thắng một vòng nào trong mùa năm này hết. Ủa từ đâu mà tự nhiên cái miệng ra cái chữ chú Lực vậy? Em nhỏ hơn tôi có vài tuổi, em đừng có mượn cái chuyện mà lên mạng người ta kêu tôi bằng chú, em kêu bằng chú. Em bây giờ là 30 mấy tuổi rồi còn trẻ chung gì đâu mà em nói cái gì kỳ vậy? 50 mấy. Trời, sao đang ngồi yên đứng lên sánh tép vậy? Em nhiêu tuổi rồi? 25. 25 tôi lớn hơn em 10 tuổi mà em kêu tôi bằng chú là vậy rồi. Kêu bằng chú đúng rồi. Tôi 35. Trong khi Ninh Dương Lan Ngọc 33. Mà kêu là vậy, vậy kêu tôi bằng chú, kêu Ninh Dương Lan Ngọc là cô đi. Chứ đâu có ai mà kêu là anh ra. Kêu anh là mới bị ngượng miệng á. Thấy chưa, ngượng miệng luôn kìa. Thôi được rồi, tôi không nói, tôi không cãi nữa. Cái đề tài muôn thở, không bao giờ cãi nữa. Nhưng tôi nói cho mọi người biết tôi 35 tuổi thôi. Chị ba là cái tính cảnh này đó. Chút em ước gì hả, hai em mình chung đội cho chết, đúng không? À, bé Như đó hả? Ôi em ơi, bé Như bây giờ là sức trẻ, anh em mình già rồi. Để vô game rồi tính em mà. Chưa thi thì ai cũng nói được, em hiểu không? Mà khi vô game rồi đó thì thấy cái cảnh. Hôm bữa trước cũng có đứa nói anh với Ngọc vậy mà bị Ngọc nó làm cho đi bệnh viện luôn rồi đó. Em mãi mãi em chỉ là kẻ đến sau, suốt đời em mãi mãi là người đến sau nên đừng ôm chọn một mối tình cặp. Người em đến thế là em tới Thúy Ngân. Vậy thôi em mới đợi kia đi, tôi đâu có sợ. Em sợ gì anh đâu, nói về độ mà tính toán chi tính đồ này kia em không bằng Lan Ngọc. Đúng chưa? Đúng rồi. Nói về sức lực em cũng xem là bị giả thôi à, đâu khỏe hơn nhiều. Đúng vậy. Ừ, vậy thì em có cái gì? Nói về độ bền bỉ, đúng rồi anh. Vậy thì nó loại ai? Từ ngày anh nếm vị ngọt trên đôi môi của em thì anh bị nghiện nó. Với đôi môi này mà chị Trang Ủa tào lao vợ chồng ta mà. Xin lỗi. Quay ra vậy.
sân cái này nữa. Thôi được thôi, thôi được. Tôi đề nghị đạo diễn chương trình phải sắp xếp một cảnh tôi hôn Lý Ngân. Tôi muốn nghe má mình tôi suốt cả cuộc đời. Tôi đi chèn vô, bạn vô, bạn vô. Cô Duy đi con cá không? Là tôi đi ăn vô nè. Cô Duy hả? Có cá không chứ nghe nè. Cá với cá với cá có 10 ly à? Thôi 10 ly con cá nè. Nè, giờ đá là chân cho nè. Là cái con cá luôn. Coi giờ hôm nay tôi xuống mà nè luôn. Thôi, 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 Lan Ngọc chơi dơ. Rất dơ. A few moments later. Thôi rồi, 10 ly nước tôi chung chè rồi. Cô nghĩ móc đi nhà xe 55.000 thôi. Nếu mà mua nước phải đưa menu cho người ta chọn chứ. Em nói chuyện tôi về là em đổ máu nữa. Đi chà đá uống em ơi. Mỗi sự khó của mình còn chịu nổi không chứ lỗi. Rồi, được chứ xong rồi. Mình uống 50 hạt thảo dược đó mà sao cái chuyện. Ủa? Yếu. Yếu quá. Hồi nãy có coi thấy Ngân nó đeo lên người anh nhảy qua bao nhiêu lần không? Hả? Không hả? 5-6 lần gì đó. Dạ. Dạ. Không dạ. Tay. Ủa vô tay. Ghê quá, ghê quá. Đó, đó, đó. Chị lên, chị kì, chị lên. Coi có thể ảnh chị dùng qua được không, Betty? Không phải đổi người giờ nó đi nữa. Đổi người đầu gối rồi. Dạ dạ dạ. Trên kia. Đó. Đó. Đó là tại bé Ngân hả? Do mình là trong lửa thôi em ạ. À. Do lát hấp được bệnh thôi. Cam y okay. Rồi là ok chưa? Ok chưa? Ok chưa? Một cái bún lô bài nha. Mười bún lô bài nha. Thấp xuống. Rồi, đúng rồi. Ủa, anh trước rồi, anh thử luôn. Anh Luật, anh bỏ cái cây ra trên tôi. Hòa dâm bút đa nơ, tất cả chuẩn bị nha. Anh Luật, lý do vì sao mà bùi này anh mạnh quá vậy anh Luật? Anh muốn đông trùng hạ thảo mỗi ngày em à? Hả? Cái đông trùng hạ thảo ở đâu bán? Bên bốn e kim cương vàng đó em. Khoan, khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Rồi. Nghĩa là bên đây sẽ hỗ trợ cho nữ. À, bên nữ trên vàng đó đó. Còn gì nữa đâu mà khóc với trầu. Ok. Rồi, okay. Rồi xong rồi, anh Giang cho anh Giang cầu lên. Đá là cho nữ nè. Hả? Anh mình kéo anh Giang ra.
bởi em biết con búp bê đó nó sẽ không được bình thường. Ây da. Anh hỏi, tự hỏi mình có bình thường hay không? Ủa? Bởi vì nhiều khi á, cái giả thuyết mình là bởi vì cái thân bình thường của mình. Mỗi lần mà chơi game á, mà trơn trượt á, em hay muốn đội nón bảo hiểm để em bảo vệ cái đầu của em. Em sợ khi đập đầu xuống cái đầu em nó bình thường trở lại. Cái đầu em nó bình thường trở lại. Cái đầu em nó bình thường trở lại. Em dạ không thích nữa. Chứ không phải là em sợ bị bất bình thường. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. À, cái chỗ mà có cái hình anh đại diện đó hả? Đúng vậy. Ra tất cả những... Một lúc có thể gồng được 2 cô. 2 cô. Đó là giờ uống âm trùng hạ thảo khô, đúng không anh? Đúng vậy. Khô hay tươi? Khô. Loại ướt uống cũng ngon, loại khô uống cũng ngon. Loại ướt thì không nên xào, loại khô thì mình xào. Nói chung là uống đông trùng hạ thảo anh Luật đó, con gái uống thì sẽ xinh đẹp. Còn con trai uống á thì sẽ rất là hơn cua với phụ nữ. Ông nghĩ là được không phải. Ông nhớ là nó kéo tôi té đó. Nó kéo tôi nãy té với bộ. À là nãy là bé Ngân nhường kênh Luật á hả? Chứ bé Ngân cũng khỏe dữ lắm đúng không em? Nó khỏe lắm. Em sợ anh Luật bị mất mặt đúng không? Sai lầm trong cuộc đời tôi là đi chơi cái kéo co đó thì sẽ có những sai lầm trong cuộc đời mà mình sẽ mãi mãi mình nhớ. Tính ra là bé Ngân biết nghĩ cho anh Luật đó. Bé Ngân không để cho anh Luật thua phụ nữ mà bé luôn bé Ngân để cho anh Luật với hình ảnh hơn thua phụ nữ. Cái đó mình vô thế rồi chị. Thua cũng sao hèn mà thắng cũng hèn. Sau bốn mùa hình ảnh của tôi rất đẹp thì mùa thứ năm tôi bị chính những đứa em của tôi bôi vào hình ảnh của tôi. Thanh danh bao nhiêu năm trời mình giữ, cũng mấy bạn nó đấu tố tôi xong rồi mấy bạn nó thắng thì cũng không được mà thua cũng không được. Tôi vô một cái thế phải gọi là tiến thoái lưỡng nan đi về lận đận. Tiến thoái lưỡng nan đi về lận đận. Gặp ngay một cái team toàn là dân chơi dơ không. Mình càng già càng thôi. Đầu tiên đội mình thắng 1-0. Em khoái chứ, cái vụ mà tính là vừa cũng bị kêu kéo cái anh nhảy qua em đó. Đội phó tính nha, đó là ý kiến đội phó. Tại vì tôi vô đội là có bầu rồi, đội trưởng đội phó đang về đây, đội trưởng đây đội phó. Nếu mà đúng là đội trưởng đội phó. Bởi vì tụi anh không nghe lời. Đội gì? Dùng cái chữ nghe lời với lực luôn. Cái là thôi đợi đó nha. Vị trí mà ngang bằng nhau mà
và lớn hơn người ta sử dụng phương pháp khác, đúng không? Đúng rồi. Nên nó trân trọng, cũng nghe lời là ở dưới anh Lực, ở dưới anh Lực. Đây em thấy em chọt hơi nhiều nha, dạ, dạ, dạ nha. Đây tôi thấy em là giống như kiểu mà hàng xóm mà nhiều chuyện, kiểu chọt để phá gia can người ta đấy nha, dạ. Đây là những cái con người đi phá gia can người ta. Không có đâu, chị nói vậy em im mà. Im cái gì? Có xạo mà dễ râu hả? Nhưng mà nhìn mặt hai người giống nhau đúng không? Đây. Không không, giống như mà đồ mũi giống nhau, hàm râu bên kia đậm hơn. Đây tôi thui, thấy rồi. Phải hẹn chớm, chớm. Rồi, sự nghiệp của Khánh là ảnh hưởng tới anh rất nhiều đó nha, đừng giận. Không, đúng, đúng, đúng. Hôm nay anh Luật giống như là cục cơm nha, ai muốn bôi là bôi. Tội nghiệp quá anh nhìn. Bốn mùa, lúc nào cũng có ông chú vui tính. Đây là chương trình 7 nụ cùng dơ. Thấy có ai đồng đội 4 mùa liền mà bây giờ bà bôi được người nào là bôi liền thấy không? Cái vẫn còn cay lắm nè, như vậy à.